Vào ngày 23 tháng 3, liên quan đến việc 4 tiếp viên sách ma túy về nước, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, mặc dù các tiếp viên đã được lực lượng chức năng trả tự do vì chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự, nhưng họ vẫn sẽ bị xử lý theo thông tư 462013 của Bộ Giao thông Vận tải về kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không theo đó bốn tiếp viên sẽ không được sử dụng làm việc tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào trong lĩnh vực hàng không dân dụng đối với hành vi lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu vận chuyển trái phép người tài sản hàng hóa lãnh đạo cục hàng không việt nam thừa nhận vẫn còn lỗ hỏng trong trường hợp này nằm ở khâu thực thi của doanh nghiệp dẫn đến sự việc bốn tiếp viên sách ma túy về nước thông tin thêm lãnh đạo cục hàng không cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra Cục Hàng không đã chỉ đạo các hãng hàng không khẩn trương giả soát lại các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, cụ thể của các hãng hàng không, nhất là việc bồi dưỡng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và kiểm soát tổ bay để kịp thời phát hiện các lỗ hổng, phải khắc phục càng sớm càng tốt, giảm thiểu các hành vi vi phạm. Trước mắt các hãng hàng không cần tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất hành lý của tổ bay trước khi bay và sau khi kết thúc chuyến bay, nếu phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định.